Mình đang cảm thấy là Lian của chúng ta đang rất là kiểu amazing ở tập trước luôn nhá. Nó biến cái bếp ấy thành cái giường chỉ bằng một cú nhấc cưa lên. Tao sao sao. Awesome. Yeah, và gì nhỉ? Cái star six của anh chị ý thì như kiểu là nó chậm ấy, nó kiểu slow mo. Nó phù hợp với cái trạng thái của cưa ha. Kiểu em còn bé nha, em chỉ biết học bài thôi. Nó rất là kiểu odd ấy, kiểu ánh sáng phải đẹp, nhạc phải hay, mọi thứ phải mềm và nó rất là điêu nữa, tại vì ở ngoài đời đéo ai sex như vậy cả. Chúng ta đều là những con người rất là bận rộn ý, chúng ta đâu có kiểu có thể nhanh hơn đâu vậy. Tí nữa mình phải đi chùa nữa, nhanh 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 nhanh. Oh my god, sao nó chú lại rồi. Ôi dồi ôi, thả con thú đi ra đi. Nhóc nhé. Ui. Wait, wait. Anh chị bắt đầu tăng 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 tăng. Nó cắn lại, nó cắn Lian lại kìa. Nếu con khác Đợi cái gì? như vậy nào chị chưa Thì nghe thấy mục đích của nó là làm cho cậu không chịu được mà. không tập hành cái bài học này Oh my god. cái bài thân mấy à không Làm cái tình bài thì học này thì sao không tập hành cái bài học này không hiền này What the fuck, Ryan? một em mà hẹn cái tòa như con khác Các cậu đang nấu ăn mà, các cứ... Thấy chưa, nó vẫn đói này, nó đang liếm miệng, nó đói kia, cho nó ăn đi, trời ơi. Uầy. Nhưng phải công nhận là gì nhỉ? Cưa của chúng ta kiểu... Oh my god, bé... Siêu vãi, kiểu... Thả con thú ra khỏi lồng rồi mà vẫn có thể kiểu... Respect, ok. Thực sự là chúng ta có thể thấy là mẹ bầy dê đang chạy toán loạn ra ra ngoài rồi ấy, mà bé cưa của chúng ta nó vẫn kiểu quay bầy dê lại được. Oh my god, amazing, đáng để học. Nhưng mà thực sự là nếu mà nghĩ đi nghĩ lại ấy, thì mình nghĩ là mình cũng có thể làm được như vậy, tại vì mình là một con người rất là truyền thống ấy. Các bạn như thế này là không, chúng ta cần phải giữ gìn bản thân để cho hôn nhân chứ không thể điều. Wow, future amazing. không nghĩa là hát cơ từng tên bên ngoài à bỏ thà Oh đó đấy my à god, thề luôn. Chắc nó là khó nó thảm nhanh hay sao à, cho cưa. Sao mình thấy cái màu vàng này hợp với cưa trưởng ấy, kiểu nó hợp với cái màu. Nhưng mà các bạn cũng đừng có tin này quá nhá. Nếu là người giàu giọng thì nói bên tai chứ, còn chúng ta đừng có bắt đầu tin xong rồi kiểu đòi hỏi người yêu mình anh à. chuẩn quá Trong ba dịp năm sinh sau nhật sắp tới nha, cậu đừng tặng mình điện thoại hai sim nữa được không? iPhone 13 cơ. nghe con Nhi. chơi bị cưa đục hàng này có mấy coi sắm lệnh mới chơi rồi Wow, bé bắt đầu à. nghe nhạc cái này nghe nhạc cái này chương trình nghe bên con nhà cái mẹ khác Mẹ, thì con những thấy năm qua sao cưng đã làm đúng rồi cái con mẹ gì? lỡ tôi nhìn thằng cưa đi nhà mẹ sẽ biết đấy cưa có vẻ cưa đi là khác cưa mới đúng là quan nhìn giải trí này gặp tôi chỉ chẳng cưa người có vẻ cưa Dừng là dừng. Anh chị open cho nhau đi. Nào mở ra nào, hai bạn cùng mở. Ok, cái này là mình thấy từ từ mình thấy là lỗi của Nhiên, mình thấy lỗi của Cư có vẻ nhiều hơn ý, như kiểu là nó cảm thấy là nó tưởng tượng Lian là một bé rất là tổng tài như này đúng không? Và thế nên là nó kiểu tạo ra một cái hình ảnh của nó ấy ảo ấy để match, để kiểu như là nó phù hợp với cái hình ảnh của Lian mà nó tự tạo ra đúng không? Thế nên nó sẽ ok. Và Lian chúng ta bây giờ đang cố gắng break cái bức tường đó.
để tiến vào trong tâm hồn của cưa. Và chúng ta sẽ thấy là sau bức tường đấy sẽ là một cậu bé rất là đáng thương, đang kiểu trần truồng nằm co ro sau cái bồn tắm ấy, kiểu mình rất là lạnh ấy, có ai đó cứu mình. Nhìn nó vào này khóc. Vâng. Nhà Ok, chia là khóc nhà. nói về Nhà chia vụ đi lại. tai nạn đi nào. Nhà khui cầm nhờ đây là khóc. Nhìn nhờ lại. Không, không được. Let's talk about this. Không, tôi Chia. muốn biết. Nhà hãy tỏ không thảm điều đây là khóc. Không chỉ mà. Bé này công nhận là nhất quán nhá. Cảnh nào bé cũng rất là lắc luôn. Cưa sẽ trông đẹp hơn nếu mà em không mặc gì ấy. Ủa. Mình bị rơi một quả roi ấy. Nó lăn sang tận giữa bên kia các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta vẫn sẽ ăn được đúng không? Trông bé happy chứ này. I'm so crazy. Oh my god. I'm so crazy in love. Đây là một sự khỏa thân không hề cần. Có nhiều thứ cưng còn chưa biết được chưa, kiểu như là cái gì nhỉ, sau cái kiểu những cái kiểu như vậy ấy, anh chị sẽ chắc chắn nó sẽ kiểu thân thiết hơn ấy, kiểu đập đá hiểu không? À không, ý là kiểu break the ice ấy, đập vỡ tảng băng hiểu Chắc gì trong hồ là hả? Mẹ mày chơi nhiều rồi, phải đến cưa đồ chơi chứ. Ôi, đừng có mút cái kem rồi nhìn nhau nữa. Fuck. Ở ngoài thì mút kem mà trong đầu nó nghĩ là mút cái. Mỗi người bước một bước lại gần nhau rồi. Thế nên là tập này chắc chắn anh chị sẽ, cái độ thân thiết nó sẽ kiểu, nó cho chị. Nóng điều. Oh my god. Ủa. Rồi anh hôm sau anh có ở lại không? Anh đi về. Ủa, cười cưng học đi, cưng học khôn điều cái. Thả bầy dê ra ngoài nào. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, đừng đứa nào về chuồng. Được đấy. Được. Don't stop. Đừng. Ủa các bạn ở đây toàn mẹ Đức Mẹ Maria gì vậy? Blue balls không tốt, dành cho người khác quả bóng xanh là không tốt. Cưng quá, trời đất ơi. Trời ơi, cưng cưa quá đi hả, bé, bé cưng quá. Beautiful day. Hôm nay là ngày đẹp nhất. Awesome. Lâu nay chẳng phải chờ cô ấy thọ tin thành con rồi. Nó không thể xây một cái pentagon to đùng cho chúng ta ở ngay trước mặt mà không làm cái gì. Chắc chắn sẽ có phải thử thách về business ở đây. Tôi tin. Lâu nó khoảng hết rồi. Ủa nước robot là sao? Nói chung là cũng tạm được. Ôi trông mặt nửa nó đói vãi. Nói chung là đói, nó cứ đói đói ăn ấy. Kiểu. Chơi đi bẹp bẹp à? Hia thông cái bẹp này nè. Ham một con hia đẹp khàn. Thôi,
Ôi ông ơi, ông mẹ, các em dính đầy miệng rồi, ăn mẹ mút. Em ăn hết que này rồi còn que nào ở đây nữa? Ủa? Ủa các bạn, bé, hai bé này cũng cũng khá nổi nha, mình không không gì nhỉ, Bon Bloom mà. Mình chưa xem phim của hai bé nhưng mà kiểu hai bé cũng khá nổi ấy. Between Us. Tối nay ra sofa ngủ. Ủa sao toàn BD ở đây vậy các bạn? Toàn BD giàu có đây các bạn ạ. Who runs the world? BD. Nhưng mà còn nói công nhận là new trong mặt nó sáng thật, sáng bừng luôn. Kiểu như là nó sáng giống kiểu win meta win ý. Yes. ต่อไปเนี่ยจะไม่มีความลับระหว่างกูกับมึงเลยกูก็ฮต้องะยอมเปิดให้เขาเข้ามาโลกของกูอ๋อชวน like it มึงจะกล้าบอกมึงเลย đấy là cái gì thề luôn ý nó vẫn là cái đéo gì ạ กูไม่เคยจูบคนแปลกหน้าดูก็อยากถอนมันจะตายแล้วจริงไหมนั่นที่วิดีโอไหมเขาไม่ชอบถูกบังคับอ่ะไม่ใช่ซะหน่อยไม่ใช่อะไรไม่ชอบเฮียหรอไม่ชอบแล้วจะทำยังไงให้หนูเฮียชอบเฮียต้องรักเพื่อนก่อนเฮียว่าหนูเพื่อนจริงจริงไม่มีวันไหนที่เฮียไม่รักหนูเพื่อน Thế mẹ tập 1 mày nói mày đéo thích nó là cái đéo gì? Ủa sao lúc mình hiểu rồi mà có lúc mình đéo hiểu vậy? Được được thì cứ now anh chị chăm chỉ hôn nhau thật thích 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 bởi ชื่อเฮียไปผมเปลี่ยนชื่อบนโฉนดที่ดินทุกใบและทรัพย์สินหลักๆของตระกูลกิรติ Nói chung là cơ Lian cũng vẫn có một cái bí mật gì đấy nữa. Rất là kiểu kinh khủng đúng không? Chúng ta sẽ phải chờ đợi một cái sóng gió ấy. Không thể là một kiểu đường thẳng nhẹ thì được. No. Nhưng mà tập sau chúng ta hy vọng là anh chị vẫn sẽ kiểu ok ăn nhau một lần nữa trước khi giông tố kéo đến. Ok, cuối cùng thì đến với thi bây giờ đi. Bye bye.